Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Hôm nay thật bất ngờ, mình lại quay lại chủ đề Battle sau một thời gian khá dài không làm. Lý do là chủ đề này thường mang lại khá nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả. Nhưng hôm nay mình vẫn làm vì lý do đề tài này được các fan yêu cầu rất nhiều. Mega Kaiju vs Godzilla 2019. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nhé. 1. Mega Kaiju. Mega Kaiju là một Kaiju được lai tạo. Người ta không nói rõ nó thuộc cấp độ Kaiju nào, tuy nhiên có thể coi nó như một con Kaiju cấp 6 với chiều cao 128,01m, dài 101,88m và nặng 7.864 tấn. Mega Kaiju có thể dịch theo tiếng Việt là Kaiju khổng lồ. Anh ơi, anh có thể đổi tên Kaiju khổng lồ thành tên khác hay hơn được không ạ? Ok em, các bạn có thể gọi Mega Kaiju là Kaiju thập cẩm cũng được. Kaiju thập cẩm là sự dung hợp của Raijin, Hakuja và Shryphon, được hợp nhất với nhau bởi một nhóm Kaiju robot-like nhỏ hơn. Nó thể hiện các đặc tính của mỗi con Kaiju và trở nên vượt xa sức mạnh của các Jaeger. Mega Kaiju là một Kaiju có hình lục giác với hai đuôi có đầu hình ngọn giáo, tương tự như của Shryphon. Cánh tay bọc giáp của Hakuja được phủ trên hai cánh tay, bốn chân thì đi bằng ngón. Vai của Shryphon hợp nhất với cấu trúc cánh tay trên của Raijin. Đầu của Raijin thì phủ dưới cổ và trên ngực. Đầu của Mega Kaiju là sự hợp nhất của cả ba Kaiju với hàm dưới của Hakuja tách thành hai cái ngà, cấu trúc mặt của Raijin và cấu trúc đầu trên của Shryphon. Nó có 10 mắt, 5 mắt mỗi bên. Dọc theo lưng của nó là những chiếc gai nhọn. Mega Kaiju có màu sắc giống với ba con Kaiju cấu thành. Giống như việc hợp thể, Kaiju thập cẩm có được tất cả sức mạnh và khả năng của Kaiju, bao gồm khả năng của Raijin để chuyển hướng động năng, đuôi nhọn của Shryphon. Sức mạnh và độ bền của nó thì đã tăng lên rất nhiều. Anh ơi, anh thử đo sức mạnh của em bây giờ là bao nhiêu đi. Ok em, để anh nhờ về di đà đo thử. Khả năng đáng chú ý của Mega Kaiju là hấp thụ động năng. Mega Kaiju có được khả năng này từ Raijin. Tính mặt của nó phát sáng khi nó hấp thụ động năng từ các cuộc tấn công. Nó có thể sử dụng năng lượng hấp thụ để tự tăng sức mạnh hoặc tạo một đòn đánh về phía đối thủ. Mega Kaiju có thể giải phóng động năng được lưu trữ bằng cách đánh vào mặt đất bằng nắm đấm. Giải phóng một sóng xung kích có thể phá hủy nhiều tòa nhà và đẩy các Jaeger lên không trung. Hai đuôi của Mega Kaiju có chức năng như vũ khí tầm gần hiệu quả. Khả năng tấn công vượt xa Gypsy Avenger và các Jaeger khác cũng như tiêu diệt chúng dễ dàng. Mega Kaiju còn có thể sử dụng tuyệt kỹ Sư Tử Hống, phá hủy nhiều khối thành phố chỉ bằng cách gầm lên. Mega Kaiju có thể tự ném mình xuống núi lửa Phú Sĩ. Việc này sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền có thể phá hủy phần bề mặt của trái đất. Sức nâng có thể dễ dàng nâng lên và ném Jaeger vào các tòa nhà. Sức mạnh gây thiệt hại cho cả 4 Jaeger bằng cách đấm mạnh xuống đất. Độ bền dễ dàng chịu được nhiều đòn đánh liên tiếp từ các Jaeger. Khả năng hấp thụ động năng cũng làm cho nó rất khó bị giết. Sức chịu đựng rất cao. Tầm đánh, các đòn đánh vật lý và sóng xung kích có thể ảnh hưởng đến vài trăm mét. Đòn bom cảm tử của nó có thể gây tác động đến cả trái đất. Về trí tuệ, ở cấp độ động vật, biết làm theo lệnh của lãnh đạo. 2. Legendary Godzilla. Trong bộ phim năm 2019 thì Godzilla đã cao đến gần 120m, dài 177,4m và nặng gần 100.000 tấn. Như vậy là Godzilla nặng gấp 12 lần so với Mega Kaiju. Các năng lực, hơi thở nguyên tử. Godzilla phun ra năng lượng nguyên tử này từ miệng, trông như một luồng lửa màu xanh có thể tiêu diệt một con Shinomura, làm bị thương và hạ gục Muto Prime, đẩy lùi cả King Ghidorah. Ngoài vai trò là vũ khí, hơi thở nguyên tử của Godzilla có thể được dùng để thể hiện sự thống trị. Godzilla cũng sử dụng ánh sáng xanh lam phát ra từ vây lưng như một cách để đe dọa. Khi nó bắn chùm tia trực tiếp vào miệng của Muto Prime, tia này đủ mạnh để làm đứt đầu và giết chết Muto gần như ngay lập tức. Sau trận chiến ở Boston, Godzilla cũng dùng chiêu hơi thở nguyên tử để thiêu rụi cái đầu giữa của King Ghidorah. Chiêu phát xung hạt nhân. MonsterVerse Godzilla sở hữu khả năng phát xung hạt nhân, thứ mà nó đã sử dụng trong cuộc đối đầu cuối cùng với Muto Prime. Khi Muto Prime bị choáng váng bởi Oscar, Godzilla nhấc nó lên lưng và bắn ra một sóng xung kích tập trung năng lượng nguyên tử từ các tấm lưng bị vỡ của mình. Xung này đẩy Muto Prime lên không trung và khiến nó bị bất động. Sau đó Godzilla dùng chân dậm rất mạnh lên đầu Prime, khiến Prime chết mất cả xác. Godzilla sử dụng một phiên bản phát xung hạt nhân mạnh hơn trong trận chiến cuối cùng với King Ghidorah ở Boston, khi nó ở dạng Burning Godzilla. Sau khi hấp thụ bức xạ của đầu đạn hạt nhân và năng lượng sống từ Mothra, Godzilla bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ, đồng thời bắn ra các xung nhiệt hạch cực kỳ mạnh mẽ, thiêu rụi Ghidorah và một phần lớn Boston. Xung hạt nhân đầu tiên đủ để xé nát cả hai cánh của Ghidorah, xung tiếp theo thiêu hủy cả hai đầu phải và trái của nó. Về độ bền, MonsterVerse Godzilla có độ bền rất ấn tượng. Nó đã sống sót sau vụ nổ Castle Bravo, một quả bom hydro với sức công phá tương đương 15 triệu tấn thuốc nổ. Ngoài ra nó cũng phải tanh trực tiếp một quả bom nguyên tử khác vào năm 1954. Godzilla cũng sống sót sau vụ thiên thạch rơi gây ra sự kiện tuyệt chủng Permian. Godzilla này có độ bền cực khủng. Ngoài ra nó cũng không chết, chỉ thoi thóp sau khi dính quả Oxygen Destroyer của con người. Đây là cảm xúc của Godzilla sau khi chiến đấu bảo vệ con người mà lại bị con người tấn công suýt chết. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Độ bền của Godzilla cũng được bổ sung bằng bức xạ mà nó hấp thụ. Ở trạng thái được cung cấp năng lượng này, độ bền của Godzilla được tăng cường, khiến nó có thể chịu được các trùm tia trọng lực của Ghidorah mà không bị ảnh hưởng gì cả. Nó cũng có thể sống sót sau vụ nổ được tạo ra khi phát xung hạt nhân, tức là khi năng lượng hạt nhân trong cơ thể nó đạt đến giới hạn cao nhất. Khả năng tấn công, áp đảo hai con Muto và Shinomura, có thể chiến đấu ngang ngửa với Muto Prime và King Ghidorah. Sau khi được phục hồi và búp năng lượng bằng vũ khí hạt nhân, Godzilla có thể áp đảo Ghidorah trong trận chiến, và chính Ghidorah phải hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ để lật kèo lại Godzilla. Sau khi Godzilla đạt giới hạn năng lượng tối đa và hấp thụ sinh lực của Mothra, nó có thể phát ra một xung hạt nhân đa hướng để tiêu diệt Ghidorah. Chúng ta thấy rằng Ghidorah và Godzilla liên tục được boost năng lượng qua từng thời điểm của cuộc chiến. Cuối cùng thằng nào được boost nhiều hơn thì thằng đó thắng. Về tốc độ, Godzilla có thể di chuyển nhanh nhẹn qua một vài khu phố ở Boston, có thể quất đuôi nhanh hơn tốc độ bay của Muto đực, theo kịp tốc độ di chuyển của Ghidorah. Về sức nâng, có thể chất mạnh hơn nhiều so với Muto, có thể dễ dàng kéo và đẩy chúng đi như thể chúng rất nhẹ vậy. Khả năng tấn công, mạnh mẽ hơn nhiều so với Muto và mạnh hơn sau khi được hấp thụ năng lượng, áp đảo cả Ghidorah. Tầm đánh, vài chục mét với miệng và tay, 177,4 mét với đuôi, vài trăm mét với tia hơi thở nguyên tử, vài cây số với chiêu phát xung hạt nhân, thiêu hủy một số khối thành phố ở Boston. Về trí tuệ, có trí thông minh cao, Godzilla hành động chủ yếu dựa vào bản năng nhưng biết học hỏi và dùng chiến lược trong trận chiến với Muto. Về điểm yếu, mang của Godzilla có vẻ mềm và dễ bị tổn thương hơn so với các phần còn lại của cơ thể. Nó đã tỏ ra đau đớn khi bị tên lửa bắn vào. Các đòn tấn công vật lý, Godzilla có cú cắn mạnh mẽ được sử dụng để giữ kẻ thù. Đuôi của Godzilla cũng là một vũ khí đáng gờm, được thể hiện khi nó dùng đuôi để đập Muto đực vào một tòa nhà chọc trời khi thanh niên Muto định tấn công nó từ phía sau. Muto bị dẹp lép trong tường và chết không kịp ngáp. Trong một trận chiến ngắn với Muto Prime, Godzilla đã đẩy con quái vật đi bằng cách cào bằng móng vuốt khiến Muto bị chảy máu. Từ các phân tích trên thì mình đã có thể đưa ra một kết luận. Godzilla sẽ dễ dàng hạ gục bất kỳ kaiju nào mà chúng ta đã thấy trong Pacific Rim 1 hoặc 2. Để cho các bạn dễ phân biệt thì mình sẽ gọi quái vật trong phim Godzilla là Titan, còn trong Pacific Rim là kaiju nhé. Kaiju lớn nhất và nặng nhất mà chúng ta đã thấy là Mega Kaiju. MonsterVerse Godzilla bây giờ đã nặng 99.634 tấn. Mega Kaiju thì rõ ràng có kích thước to lớn hơn Godzilla, nhưng nó chỉ nặng 7.864 tấn. Đó là một sự khác biệt lớn và là yếu tố quyết định thật sự trong cuộc chiến này. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao quái vật bên Pacific Rim lại nhẹ như vậy so với Godzilla. Câu trả lời là thế giới của Godzilla và Pacific Rim là hoàn toàn khác nhau. Godzilla và Muto luôn sống trên trái đất, trong khi Kaiju của Pacific Rim đến từ một thế giới khác, vì chúng là sinh vật ngoài hành tinh cơ mà. Các Kaiju của Pacific Rim dường như có cơ thể được xây dựng từ một loại vật chất khá mạnh, nhưng lại có khối lượng rất nhẹ từ quê hương của chúng. Điều này giải thích tại sao chúng có thể di chuyển rất nhanh nhẹn, trong khi các Titan bên MonsterVerse lại di chuyển rất chậm chạp vì khối lượng nặng của mình. Các đòn tấn công vật lý của Godzilla sẽ tỷ lệ thuận theo khối lượng và tốc độ di chuyển, nghĩa là nó sẽ chiếm rất nhiều ưu thế trong trận chiến. Các đòn đánh của nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với của Mega Kaiju, đặc biệt trong phim Godzilla King of the Monsters, Godzilla đã trở nên nhanh nhẹn hơn bản 2014 rất nhiều. Trong khi đó các Kaiju cũng rất nhanh và mạnh, nhưng chúng có thể bị hạ bởi tên lửa, vũ khí cận chiến và chiêu bắn xe plasma. Cơ thể của chúng thiếu mật độ vật chất như của các Titan. Godzilla có thể tanh được các cú cắn và móng vuốt từ các Titan khác, tên lửa và đạn nổ, trùm trọng lực của Ghidorah, một quả bom hydro và bom hạt nhân từ một tàu ngầm, và thậm chí còn sống sót sau quả bom Oxygen Destroyer, mặc dù sau đó nó đã bị suy yếu nghiêm trọng. Godzilla chỉ có điểm yếu thực sự ở phần mang dưới cổ, đã tỏ ra đau đớn khi bị đánh vào chỗ này. Nhưng với khối lượng và độ bền của Godzilla, Mega Kaiju không thể đe dọa được nó, và ngược lại Godzilla sẽ xé nó ra thành từng mảnh. Ví dụ rõ nhất là Godzilla đã tanh được một vụ nổ gián tiếp từ một thiên thạch gây ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, trong khi Mega Kaiju đã bị tiêu diệt đơn giản bởi một Jaeger đang lao xuống, hơn nữa còn bị cắt làm đôi. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Godzilla có con ác chủ bài là sử dụng chiêu hơi thở nguyên tử. Chiêu này rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với bánh xe plasma của Gypsy Avenger. Hơi thở nguyên tử của Godzilla có thể đẩy lùi con King Ghidorah nặng tới 141.000 tấn, trong khi Mega Kaiju chỉ nặng gần 8.000 tấn. Toàn bộ các Kaiju trong Pacific Rim cho thấy chúng dễ bị tổn thương bởi vũ khí năng lượng, và Godzilla sẽ dễ dàng thiêu hủy chúng thành tro bụi. Mega Kaiju dù cho có nhảy vào núi lửa để gây phản ứng phá hủy thế giới, thì điều đó cũng không đủ sức để gây tổn thương đáng kể cho Godzilla. Như vậy phần thắng 100% thuộc về Godzilla. Rõ ràng Godzilla ở một cấp độ hoàn toàn khác so với tất cả các Kaiju đến từ Pacific Rim. Godzilla, bạn có cảm nghĩ như thế nào nếu như phải chiến đấu với Mega Kaiju? Tôi năm nay hơn 250 triệu năm tuổi rồi mà chưa gặp con quái vật nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi thì tôi hơi thở nguyên tử cho mấy nhé. Ok, vậy là video đã hết. Các bạn có thấy hài lòng với những kết luận của mình không? Hãy comment suy nghĩ của mình ở phía dưới. Sắp tới mình sẽ làm tiếp một trận battle khác cũng được rất nhiều fan yêu cầu nữa, đó là King Ghidorah 2019 vs Kaiser Ghidorah 2004. Đừng quên bấm like, chia sẻ video và đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của Bạn Có Biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.